Những cây này thì thường thường là tôi làm những cây này thì tôi sẽ đưa nó vào những cái diện chăm sóc đặc biệt anh em ạ. Nghĩa là mình như một ươm lại một cây cây mới thôi. Cũng trồng lại, cũng mùa này thì bọc bì ni lông lại anh em ạ. Đắp vải ấm vào. Thì khoảng 3 đến 4 tuần là nó bật mầm.
Thank you.